Vào lúc 18:30 hôm nay, 21 tháng 9, Olympic Việt Nam sẽ đối diện với Olympic Iran trong trận đấu quyết định ở bảng B ASEAN 19. Nếu giành chiến thắng, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn có khả năng rất cao giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, trước thềm trận đấu này, Olympic Việt Nam đã đón tin không vui khi Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài không thể ra sân. Theo đó, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng bị đau mắt đỏ và từng lỡ hẹn với trận đấu gặp Olympic Mông Cổ ở lượt trận đầu tiên. Theo tiết lộ của thành viên ban huấn luyện Olympic Việt Nam, Nhâm Mạnh Dũng chưa bình phục và không thể ra sân trong trận đấu với Olympic Iran. Ban huấn luyện Olympic Việt Nam vẫn theo sát tình hình của tiền đạo khoác áo Viettel FC. Trong khi đó, Phan Tuấn Tài tái phát chấn thương gót chân. Điều đó khiến anh vắng mặt trong trận đấu với Olympic Iran. Trước tình hình đó, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho các tình huống xấu. Không ai biết điều gì xảy ra trong một trận đấu. Chẳng hạn như việc cầu thủ bỗng dưng bị thẻ đỏ. Do đó, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi phải có sẵn phương án thay thế. Lực lượng của chúng ta đã tập với nhau rất lâu rồi. Do chỉ có một ngày chuẩn bị cho trận đấu với Olympic Iran nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chủ yếu cho các cầu thủ hồi phục và chơi một số trò chơi nhằm tạo tinh thần thoải mái cho toàn đội. Ông và các học trò quyết tâm giành chiến thắng trước Olympic Iran để giành tấm vé trực tiếp vượt qua vòng bảng.